Chào mừng tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn công thức cách may áo sơ mi nữ căn bản. Thì đầu tiên chúng ta cũng kẻ một đường thẳng dọc và một đường thẳng ngang cách biên giới một khoảng trống. Tiếp theo chúng ta tính dài áo. Dài áo thì bằng số đo và cộng cho 2 cm chườm vai. Dài áo của mình là 58 cộng cho 2 cm chườm vai là 60. Và ta cũng kẻ một đường thẳng vuông góc. Tiếp theo chúng ta tính hạ eo. Hạ eo thì bằng số đo cộng cho 2 cm chườm vai. Hạ eo của mình là 36 cộng 2 cm chườm vai là 38. Tiếp theo chúng ta tính ngang cổ. Ngang cổ thì bằng vòng cổ chia cho 5 và cộng cho 0,5 cm. Vòng cổ của mình là 36 chia 5 thì được 7,2 và cộng cho 0,5 cm là 7,7. Mình làm tròn là 7,5. Hạ cổ thì bằng chườm vai cộng cho 1 cm. Chườm vai 2 cm và cộng thêm 1 nữa là 3 cm. Từ điểm A này chúng ta tính qua ngang vai. Ngang vai thì bằng vai chia cho 2. Vai của mình là 36 chia 2 thì được 18. Và mình đặt điểm này là điểm D. Tiếp theo từ điểm D này chúng ta kẻ một đường thẳng vuông góc với các đường ngang. Sau đó từ điểm D này chúng ta tính xuống là hạ xuôi vai thì bằng vai chia cho 10. Vai của mình là 36 chia 10 thì được 3,6. Mình đặt điểm này là điểm D1. Mình đặt điểm này là điểm D1. Và chúng ta sẽ nối D1 và A1 lại với nhau và chúng ta sẽ được vai con. Tiếp theo chúng ta sẽ tính hạ nách. Thì từ điểm D1 này chúng ta sẽ tính xuống. Hạ nách thì bằng vòng nách chia cho 2 và cộng cho 2 cm chườm vai. Vòng nách của mình là 34 chia 2 thì được 17 và cộng cho 2 cm chườm vai thì được 19. Và bây giờ mình sẽ kỹ đường ngang ngực đi ngang qua điểm hạ nách. Mình đặt điểm này là điểm Y. Từ điểm Y này chúng ta lấy vào 1,5 cm. Tiếp theo chúng ta sẽ tính ngang ngực. Ngang ngực thì bằng vòng ngực chia cho 4 và cộng cho 1 cm cử động. Vòng ngực của mình là 88 chia cho 4 thì được 22 và cộng 1 cm cử động nữa là 23. Tiếp theo chúng ta tính ngang eo. Ngang eo thì bằng vòng eo chia cho 4 cộng cho 2 cm bên và cộng cho 1 cm cử động. Vòng eo của mình là 68 chia 4 thì được 17 cộng cho 2 cm bên và cộng cho 1 cm cử động nữa là 20. Tiếp theo chúng ta sẽ tính ngang lai. Thì từ điểm B này chúng ta sẽ tính qua. Ngang lai thì bằng vòng mông chia cho 4 và cộng cho 1 cm cử động. Vòng mông của mình là 90 chia 4 thì được 22,5 và cộng cho 1 cm cử động nữa là 23. Và tiếp theo mình vẽ đường sườn áo. Từ điểm bơ phẩy, mình giảm sườn 1 cm. Từ điểm B, mình lấy xe vạt xuống 1 cm. Và mình vẽ vòng lai. Y1 và D1 chúng ta chia ra làm hai phần bằng nhau. Sau đó mình nối hai điểm này lại với nhau. Và mình chia đôi đoạn thẳng này ra. Và mình nối hai điểm này lại. Đoạn thẳng này mình tiếp tục chia ra hai phần bằng nhau.
và sau đó mình vỉ vòng nách. Từ điểm này mình kiếm một đường vuông góc. Và điểm A1 này chúng ta còn vỉ một đường vuông góc. Đoạn này chúng ta chia ra 3 phần bằng nhau. Và mình sẽ vỉ vòng cổ đi qua 1/3. Từ điểm G này chúng ta lấy vào 9 sen. Và mình kiếm một đường thẳng vuông góc với các đường ngang. Sau đó từ điểm này chúng ta lấy xuống 3 sen. Từ điểm này chúng ta lấy qua mỗi bên là 1 sen. Sau đó mình nối các điểm này lại với nhau. Và chúng ta được cái bên thân sau. Và bây giờ mình sẽ cho thêm đường may là cổ áo 1 sen, vai 1 sen, vòng nách 1 sen, sườn 1 sen và la áo là 1.5 sen. Đường chính giữa là vải gấp đôi nên chúng ta không chưa đường may. Và bây giờ mình sẽ chuyển sang phần thiết kế tay áo. Thì trước tiên các bạn sẽ đo vòng nách của thân áo trước và vòng nách của thân áo sau. Các bạn cộng lại. Thì ở đây là mình đo được hai vòng nách, mình cộng lại thì được là 44 sen. Tiếp theo mình sẽ gấp đôi tờ giấy lại và kẻ một đường ngang vuông góc. Mình đặt điểm này là điểm A. Từ điểm A này chúng ta sẽ tính xuống là dài tay áo. Dài tay áo thì bằng số đo. Số đo của mình là 22 sen. Tiếp theo mình sẽ tính là hạ nách tay. Hạ nách tay thì bằng vòng ngực chia cho 10 và cộng cho 3 sen. Tiếp theo mình sẽ tính ngang nách tay. Ngang nách tay thì mình tính xéo từ điểm A, mình tính xéo qua như thế này. Ngang nách tay thì bằng vòng nách trước cộng cho vòng nách sau và chia cho 2 rồi trừ cho 1 sen. Vòng nách thân trước cộng cho vòng nách thân sau là lúc nãy mình đo là 44 mà chia cho 2 thì được là 22 và trừ đi cho 1 sen thì còn là 21. Và cái đoạn thẳng AD này chúng ta sẽ chia ra làm 3 phần bằng nhau. Và đoạn ngắn này chúng ta tiếp tục chia ra 2 phần. Và mình lấy xuống là 0.5 cm. Còn chỗ này thì mình lấy lên là 2 sen. Và sau đó mình sẽ vỉ lại vòng nách tay. Tiếp theo mình sẽ tính ngang cửa tay.
Ngang cửa tay thì bằng số đo chia cho 2. 28 mà chia cho 2 thì được 14. Số đo của mình là 28 và chia cho 2 thì được 14. Tiếp theo mình kích cái rập tay ra. Từ đường sườn tay các bạn sẽ thuộc vào 1 xăng và các bạn sẽ vỉ lại phần thừa của nách tay. Và mình gọt đi phần thừa này để mình làm nách tay thân trước. Và mình làm dấu là nách tay phía trước và nách tay phía sau. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video của mình. Nếu thấy video này hay thì hãy cho mình một like và đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất. Xin cảm ơn tất cả các bạn.